Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối của ngày mùng 10 tháng 7 năm 2022. Clip này thì được làm vào lúc 19 giờ 21 phút. Xin thưa các bác là như vậy. Tôi kính mong rằng là các bác quan tâm đến kênh Trang Trang TV thì các bác có thể nhấn đăng ký kênh, like video và chia sẻ nếu mà thấy nó hữu ích. Kênh Trang Trang TV thì dựa theo ba cái tôn chỉ: tôn chỉ sự thật, niềm tin và lan tỏa cái sự tử tế. Những sự kiện, những tin tức nó là cái phương tiện để mà tôi truyền tải thông qua những bình luận của mình. Và trong cái sự kiện ngày hôm nay thì có thể nói rằng là rất là hot, đó chính là tin đồn. Tôi nhấn mạnh lại, đó là tin đồn ông Phạm Nhật Vượng đã bị hoãn xuất cảnh. Tại sao nó lại tin đồn mà tôi lại phải đưa? Thì xin thưa với các bác rằng tôi sẽ phân tích ở trong cái đoạn tiếp theo. Các bác trở lại câu chuyện thì chúng ta thấy thế này: khi chúng ta search cái từ khóa Phạm Nhật Vượng, chúng ta search cái từ khóa Phạm Nhật Vượng và click vào cái phần bài viết ở trên Facebook thì các bác có thể nhìn thấy trên màn hình đó là những cái tin mà ở trên rất nhiều trang và lượng lượng tương tác rất là cao. Đây là cái trang ở trên Xem Báo Online và đến gần 1,9 nghìn cái lượt tương tác, 621 bình luận. Ở một trang khác thì đã có 1,1 nghìn người làm việc này. Một số trang khác thậm chí lên đến 10 nghìn người. Xin thưa với các bác, rất nhiều, 2,7 nghìn người tại tuổi trẻ 24 giờ. Và rất nhiều, rất nhiều. Tin đồn này thì xin thưa với các bác rằng là chúng ta có thể lướt đi lướt lại và chúng ta thấy rằng là cái sự quan tâm của dư luận nó rất là cao. Và tại sao lại cần phải nói chúng ta về tin đồn? Tôi có thể chia sẻ với bác thế này: công ty Vingroup, tập đoàn Vingroup là một tập đoàn ở trên thị trường chứng khoán từ rất lâu và có được cái nguồn có thể nói rằng là lợi ích từ đó. Và cái việc thao túng cổ phần chứng khoán tôi cũng đã chia sẻ với các bác khá nhiều lần. Đó chính là cái việc mà một trong những cái phương pháp, tôi đã chia sẻ rất nhiều phương pháp đúng không ạ? Nhưng một trong những cái phương pháp là phao cái tin đồn ra để mà trục lợi từ cổ phiếu. Và khi tin đồn được đưa ra thế này thì lập tức rằng giá trị cổ phiếu nó sẽ giảm. Và sau khi mà đây là thông tin sai sự thật chẳng hạn thì nó sẽ trở thành một cái hồi phục. Và như vậy cái khoảng chênh, cái giá trị cổ phiếu như vậy sẽ thuộc về tay ai? Có một số nhà đầu tư cá nhân thì người ta sẽ chơi cái trò này. Xin thưa các bạn như vậy. Và người ta trục lợi được từ đó. Còn một số nhà ấy, có thể nói rằng là ngay cả chính trong cái nội bộ cũng có thể là đưa ra được. Bất cứ ai có được khoản lợi thông qua cái việc chênh lệch này thì đều là vi phạm pháp luật, bởi vì họ đã thao túng thông tin. Chính vì thế, một trong những cái đạo đức kinh doanh ấy, của các công ty trên sàn chứng khoán đó là cái việc mà chứng thực. Nếu các bác nhớ không lâu trước đây, trong cái thời kỳ 10 năm đã có tin đồn một tổng giám đốc ngân hàng bị bắt. Và cái tin đồn này bởi vì không được xử lý rốt ráo cho nên người dân đã đổ xô. Tôi xin thưa các bác rằng là đổ xô, thậm chí rằng là có người bảo rằng là thống đốc bỏ trốn vân vân đấy, và đổ xô để đi rút tiền. Và nó tạo nên một cái khung cảnh vô cùng hỗn loạn đến mức độ rằng là vị thống đốc đó đã phải đứng ra lên truyền hình, thậm chí là đứng ra tại cái trụ sở để chứng thực rằng là không phải là như vậy. Thế cho nên ấy, tin đồn có những cái tác động rất khủng khiếp tới xã hội. Và có một cái điều sự thật thế này, đó là chúng ta không chống lại được tin đồn mà chúng ta phải học cách sống với nó và chúng ta phải giảm thiểu tối đa cái tác động của nó thông qua một cái cơ chế thiết chế và cả một cái xã hội minh bạch. Nếu cả một xã hội một thiết chế minh bạch thì tin đồn không có đất sống, bởi vì người dân người ta không tin nó. Và muốn minh bạch chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải phản ứng thật nhanh với những tin đồn. Nếu như tập đoàn Vingroup, ban truyền thông không để tới một ngày trời có những tin đồn như thế này, mà thay vì đi xử lý hay thay vì cái gì đó mà họ có thể làm thì họ đứng ra, ban truyền thông đứng ra, người đại diện tập đoàn đứng ra và như thế thì giải quyết cái tin đồn đó, bảo rằng ông Phạm Nhật Vượng vẫn ở đây, vẫn chỗ này, vẫn làm việc, vẫn không bị sao cả. Hoặc là bên chính quyền cũng có thể làm được cái việc đó. Và như vậy ấy, thì tin đồn ngay lập tức sẽ bị dập tắt và trước cái phiên chứng khoán ngày mai thì sẽ không bị một cái tác động. Còn nếu như chúng ta ấy, mà cứ để tin đồn này qua cái phiên buổi sáng, buổi chiều
và thậm chí ngày mai ngày kia mà không xử lý nó một cách rốt ráo, chủ động từ phía tập đoàn Vingroup hoặc các cơ quan chức năng. Nhưng tôi thì lúc này hậu quả sẽ vô cùng to lớn và có thể một những khoản tiền rất lớn nó lại thuộc về một túi của một ai đó thông qua cái việc thao túng cái tin đồn như thế này. Có đúng không ạ? Thế cho nên cần phải sự vào cuộc rất là nhanh. Cơ quan nhà nước có thể họ sẽ cần nhiều thời gian hơn và có sự cân nhắc hơn. Nhưng cái sự chủ động của tập đoàn Vingroup và đạo đức của tập đoàn Vingroup có thể xử lý ngay thời điểm này, lúc này để mà tránh những cái hoang mang cho những nhà đầu tư. Tôi tin rằng rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhà đầu tư cá nhân, họ thiếu thông tin và họ đang nhìn vào cái tin đồn này và dự đoán rằng là ngày mai thị trường chứng khoán sẽ như thế nào. Có đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ ngày mai. Còn tôi thì là người phân tích thuần túy. Tôi không có tham gia thị trường chứng khoán, không trục lợi, không hưởng lợi từ thị trường chứng khoán. Nên lời nói của tôi có thể nói rằng là tương đối khách quan. Mặc dù tôi là người sống trong cái giới tài chính, có thể nói rằng khá là lâu. À, khá là lâu để đủ hiểu. Nhưng khi mình đến đây nói thì mình phải cố gắng khách quan nhất có thể. Bởi vì tôi có khách quan ấy, mà nếu tôi có tham gia đi thị trường chứng khoán thì tôi nói các bác có tin không? Đúng không ạ? Rõ ràng không tin. Chính vì thế mình phải khách quan ở chỗ này. Cho nên từ giữa năm ngoái là tôi đã không tham gia vào thị trường chứng khoán trong nước. Quay trở lại về tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng thì tại sao có nhiều tin đồn khả cứ như thế? Thì có thể nói nó cũng có rất nhiều cái và đặc biệt là sự thiếu minh bạch bên phía tập đoàn và có một cái gì đấy mà dư luận đặt dấu hỏi một cái mập mờ. Tôi chỉ xin ví dụ cho các bác, các bác có thể thấy thế này. Các bác nhìn một cái bài báo, một cái bài ví dụ như là 10 tòa nhà tại Giảng Võ, một cái sự việc vừa rồi. Chúng ta chỉ cần search trên Google và chúng ta thấy rằng như thế. Và chúng ta thấy này, Hà Nội không xây 10 cao ốc 50 tầng trên đất vàng, hay rằng là Hà Nội không xây dựng 10 tòa nhà cao 50 tầng ở khu đất vàng. Và rất nhiều người đều biết rằng cái khu đất 7 hecta này là cái khu đất mà trước đây tập đoàn Vingroup có dự án. Và mỗi dự án của nó thì nó là cao 50 tầng. Khi dự án ra thì xin thưa với các bác rằng rất nhiều chuyên gia và ngay cả chúng tôi ngồi đó và chúng tôi cũng bàng hoàng và chúng tôi không biết cái giao thông của những cái trục đường xung quanh đó sẽ được giải quyết như thế nào nếu như 10 cái tòa nhà 50 tầng này được xây ở đó. Tất nhiên nếu mà xây mà bán thì tiền sẽ vô cùng nhiều. Bởi vì thương hiệu của Vinhome, của Vingroup là đã được khẳng định và giá cả sẽ rất là đắt, đặc biệt ở lại trên vị trí nó như thế nữa. Các bác cứ nhìn sang cái tòa nhà bên cạnh đối diện Lotte thì các bác thử đoán xem là giá bao nhiêu thì các bác có thể tự đoán được nếu như 10 cái tòa nhà này được xây ở cái vị trí 7 hecta đó và nên nhớ mỗi tòa 50 tầng. Mà hạ tầng giao thông xung quanh thì như thế nào? Và đặc biệt hơn ấy, thì vừa rồi là Bộ Xây dựng có công bố cái kết luận thanh tra và từ đó có thể nói rằng là trong cái thời kỳ đó thì người ta có một cái sự móc ngoặc hay một sự nào đó để mà ám chỉ rằng là các lãnh đạo của thành phố Hà Nội thời điểm đó, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là ông đó Nguyễn Thế Thảo thì đã ký rất nhiều những cái quyết định điều chỉnh quy hoạch dự án để mà tăng tầng tăng số lượng và thậm chí còn nhấn mạnh một cái rằng là điều chỉnh quy hoạch theo đề nghị đề xuất của chủ đầu tư. Đấy. Và ví dụ như trục đoàn Trung Hòa Nhân Chính, nhưng sau này một vị khác thì nói lên và nói thẳng rằng là không chỉ là trục đường nhưng Trung Hòa Nhân Chính tố hữu mà tất cả thôi hơi buồn cười về cái đó nhưng mà thôi thì cũng biết làm thế nào được đúng không? Vingroup là một cái tập đoàn có thể nói rằng là chúng ta nhìn qua chúng ta thấy một số bài báo mặc dù dự án đó có thật và của tập đoàn Vingroup nhưng không báo nào nhắc tên chủ đầu tư hoặc ít báo nào, tôi dùng từ không thì không đúng vì một số báo vẫn nhắc tên, rất ít báo là nhắc tên thôi, còn đa số thì một số báo thì không nhắc tên tập đoàn Vingroup là chủ đầu tư của dự án đó và đây là một cái dấu hỏi rất lớn. Và thậm chí đặc biệt hơn ấy, xin thưa với các bác, chúng ta nhìn qua một số cái dự án thế này. À, ví dụ chúng ta chỉ cần xuất một cái tập đoàn Vingroup thôi thì chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều thông tin và thông tin mới nhất thì là Vingroup chi 6.300 tỷ làm nhà máy pin thứ hai ở Hà Tĩnh. Nhưng thực tế đây là một cái sự hợp tác. Qua tiêu đề bài báo chúng ta cứ tưởng rằng là Vingroup bỏ tiền ra làm hoàn toàn. Nhưng không phải. Mà là Vingroup chỉ chiếm 49% về mặt cơ bản thì
tập đoàn Goshen Hitech kia nó chiếm tới 51%. Vậy thì Vingroup là thế yếu và tập đoàn đó là của Trung Quốc. Thế nhưng mà không báo nào nhắc tên đây là, hoặc ít báo nào, mình dùng từ không báo nào cũng chuẩn đúng không? Và ít báo thì nói rằng là Goshen Hitech thì đó là công ty của Trung Quốc. À, chúng ta lại chưa lạm bàn đến cái việc mà công nghệ pin hay thế nào đó, nhưng ít nhất chúng ta cần sòng phẳng trong lĩnh vực thông tin như thế này để mà thông tin đảm bảo đầy đủ, minh bạch và công bằng với tất cả các nhà đầu tư. Bởi vì những công ty như thế này của Vingroup Group ấy, nó ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế của Việt Nam. Đúng không ạ? Thì các bác có thể nhìn thấy điều đó. Và đặc biệt liên quan đến cả VinFast hay một số gì nữa. Chúng ta mong chờ rằng là tập đoàn Vingroup sẽ chủ động cung cấp thông tin, chủ động giải quyết các tin đồn để bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư. Bởi vì nếu không á, mặc dù là tin đồn có thể sau này sẽ khác, có thể thật. Ví dụ thế, vì trước đây mà khi mà Tân Hoàng Minh hoặc là anh Quyết sắp bị bế đi đấy, thì trước đó mọi người cũng đã thấy rằng là có rất nhiều những cái tin đồn, trong đó liên quan đến tin đồn về tập đoàn Tân Hoàng Minh, thì các bác có thể thấy rằng là tôi đã đưa ra và tôi nhận định rằng là nếu anh không đứng ra trả lời thì gần như nó là ám hiệu của một cái sự đồng ý. Vậy thì tôi cũng mong rằng là tập đoàn đây không phải là sự thật, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến hàng, có thể nói rằng là hàng chục ngàn nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư nhỏ lẻ và ngay cả những nhà đầu tư quốc tế nữa. Chúng ta cũng biết rằng là rất nhiều nhà đầu tư quốc tế cũng đầu tư vào tập đoàn Vingroup, chứ không phải rằng là chỉ có nhà đầu tư trong nước đâu. Và nếu mà không được giải quyết một cách sòng phẳng này, thì trách nhiệm trước hết thuộc về ban truyền thông ở bên phía tập đoàn Vingroup đã không cung cấp đầy đủ thông tin, hoặc nếu nó là sự thật đi chăng nữa thì cũng nên chủ động thông báo trước để mà có được cái sự gọi là, tôi gọi là công bằng thông tin với tất cả các nhà đầu tư. Đúng không ạ? Thế cho nên ấy, đây là một câu chuyện có thể nói rằng là rất là lớn. Mà đến thời điểm này thì thú thật tôi vẫn chưa thấy thông tin chính thức được phát đi từ bên phía tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng. Còn cá nhân thì tôi mong rằng là chưa tới lúc làm chuyện này, bởi vì là mà đây không phải là sự thật. Là chỉ là tin đồn nhảm, tin giải rác, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các nhà đầu tư. Thật sự rất lớn. Thị trường chứng khoán đã đón nhận một số cú sốc rồi, mà nếu thêm một cú sốc này nữa thì phải nói rằng là thực sự là kinh hoàng. Và cái quả là thế. Thế cho nên ấy, tôi nghĩ rằng là dù thế nào thì trách nhiệm vẫn thuộc về phía tập đoàn Vingroup trong việc công bố thông tin và giải quyết các tin đồn này. Đừng có nghĩ rằng đây là tin đồn và chỉ trên một số mạng không chính thức thì không có nghĩa vụ phải giải quyết. Cái đó thì đúng về lý nhưng lại không đúng về tình. Người ta gọi là có cả cái đạo đức kinh doanh đấy cơ. Và có sự liêm chính cho kinh doanh đấy cơ. Chứ không phải rằng là tiền là nhất và bằng mọi giá là phải có tiền. Và bằng mọi giá là phải có tiền, nhưng có tiền là phải hợp pháp và phải minh bạch. Chứ không phải là có tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn, đúng không ạ? Thế cho nên cái việc mà trách nhiệm và liêm chính đạo đức kinh doanh chúng ta sẽ chờ đợi từ phía tập đoàn Vingroup thông qua cái sự kiện nóng thế này. Bởi vì anh cũng nên có một cái trả lời cho công chúng. Và tôi vẫn thật sự đến giờ phút này tôi hy vọng rằng đây chỉ là tin đồn nhảm. Thật sự chứ gọi là tin đồn nhảm. Bởi vì dân tình người ta vẫn đang tin sau cái vụ mà anh Quyết và anh Tân Hoàng và anh Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàng Minh đúng. Thì chúng ta cũng mong rằng đây là tin đồn nhảm chứ không phải là tin thật. Bởi vì nó cú sốc này nó sẽ rất lớn. Tất nhiên cú sốc nào thì cũng qua thôi, nhưng mà rất lớn đó. Cho nên tôi mong rằng đây là tin đồn nhảm và hy vọng tập đoàn Vingroup sớm có cái thông báo chính thức, thông báo chính thức ngay từ bây giờ, chứ không phải là gửi đến bên Ủy ban chứng khoán nhà nước. Về mặt khác thì tôi có thể chia sẻ với các bác thế này, một cái câu chuyện này nữa. Ủy ban chứng khoán á, xin thưa các bác là xin thưa các bác rằng là các bác có thể nhìn thấy trên màn hình, và Ủy ban chứng khoán nhà nước thì có cái tên miền là www.ssc và .gov.vn, nhưng mà đến thời điểm này thì vẫn chưa truy cập được vào cái trang web của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Tôi không hiểu đây là sự cố kỹ thuật thuần túy hay thế nào đó,
Tính đến 19 giờ 36 phút ngày mùng 10 tháng 7 thì là như vậy. Và chúng ta có thể thấy rằng là không truy cập được vào, và tình trạng này hình như là nó kéo dài từ tối hôm qua chứ không phải là mới bắt đầu. Có rất nhiều sự kiện và phiên chứng khoán ngày mai đầu tuần sẽ là một phiên rất quan trọng để chúng ta theo dõi những diễn biến. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.